Ở tập trước, Tiêu Viêm đã kịp thời tới giải nguy cho Hải Ba Đông. Ngay khi sự xuất hiện của Tiêu Viêm, Tiêm Vân Đốc đã không chần chừ gọi thêm 5 tiên đấu vương nữa xuất hiện. Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười và vẫy tay một cái. 10 người của Hắc Sắc Vực đã xuất hiện, vây xung quanh Tiêu Viêm. Sang tới nội dung của Đấu Phá Thương Khung phần 5 tập 56, mở đầu là hình ảnh đám người Lâm Diễm bắt đầu xuất ra đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể bùng phát ra. Cuối cùng hai cánh rung lên, thân hình vẽ lên trên không trung, hóa thành từng đạo bóng đen mơ hồ, xen lẫn theo kình phong bén nhọn, lập tức xung phong liều chết với cường giả Vân Lam Tông. Nhìn thấy Tiêu Viêm vất tay lạnh lùng, Vân Đốc trong lòng cũng một trận mãnh liệt, chất trong mắt nảy lên trên giận dữ điên cuồng hét: "Vân Lam Tông chúng đệ tử, hợp lại đánh một trận tử chiến, dù chết tới người cuối cùng cũng đem Mễ Đặc Nhĩ gia tộc kia hao tổn thành phế vật cho ta." Nghe được Vân Đốc giống giận, đệ tử Vân Lam Tông phía dưới bởi vì động tĩnh trên bầu trời mà đình chỉ, chợt lại lần nữa huy động vũ khí như thủy triều đánh vào sâu Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Thế công của Vân Lam Tông điên cuồng như vậy, từng đạo phòng tuyến của trang viên cũng cấp tốc bị xé nứt. Nhìn thấy phòng tuyến phía dưới lung lay sắp đổ, Tiêu Viêm nhíu mày, nghiêng đầu thấp giọng nói với Hải Ba Đông: "Hải lão, hai gã đấu hoàng kia sao cho người đối phó, còn đấu vương liền sao cho bọn họ đi." Nghe vậy, Hải Ba Đông cũng không chút do dự gật đầu một cái rồi nói: "Không thành vấn đề." Biết tình huống khẩn cấp, hắn cũng không nhiều lời nói nhảm, sau lưng băng rực rung lên, liên thoáng hiện ra, cuối cùng là cũng vọt vào hỗn loạn chiến trường, đem Vân Đốc Vân Sát hai vị đấu hoàng cường giả chặn lại. Ở phía trong trang viên của Sa Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông sắp đánh vào trong viên. Ngay lúc Nhã Phi không biết nên làm gì thì bất chợt bóng đèn rơi xuống đất, gánh vác lấy trọng xích hắc báo, thanh niên hướng về phía Nhã Phi mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng rực rỡ. "Nhã Phi, 3 năm không thấy, càng ngày càng đẹp đó." Thấy Tiêu Viêm, Nhã Phi vui mừng nói: "Ngươi tiểu tử thối này, còn biết trở về sao?" Nhìn trong mắt của Nhã Phi chứa đựng một chút sương mù, Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết mấy năm nay, Nhã Phi lưng đeo áp lực chính là cực kỳ không nhỏ. Nếu không phải có Hải lão duy trì, sợ nàng cũng khó mà kiên trì. Tiêu Viêm nghiêm trang nói: "3 năm nay vì tiêu giả vất vả cho người rồi." Vốn trong lòng Nhã Phi mơ hồ chứa đựng một ít ủy khuất, tại câu chứa đựng một chút xin lỗi, câu nháy mắt tan thành mây khói, khóe miệng nhếch cười, quyến rũ khuynh thành. Ngay bên cạnh Nhã Phi, Tiêu Đỉnh cũng đã xuất hiện, cười lớn: "Tiêu Viêm rốt cuộc thì đã trở lại, ha ha, hảo tiểu tử, cuối cùng không cho đại ca thất vọng." Nhìn Tiêu Đỉnh cười nhạt, Tiêu Viêm cắn chặt miệng, hắn có thể tưởng tượng mấy năm nay đại ca để bảo hộ người Tiêu gia còn sót lại gian khổ ra sao. "Đại ca, mấy năm nay khổ huynh rồi." Chậm rãi quỳ ở bên cạnh Tiêu Đỉnh, Tiêu Viêm hai mắt đỏ bừng, âm thanh khàn khàn rốt cuộc đè nén không được tình cảm trong lòng. Sau đó Tiêu Viêm đứng dậy, quay sang nói với Nhã Phi: "Hãy kêu người Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lui về phía sau phòng tuyến đi." Nghe vậy, Nhã Phi không do dự, lập tức hạ lệnh cho mọi người lui về phía sau. Mà theo Mễ Đặc Nhĩ tộc nhân lui lại, người của Vân Lam Tông nhất thời tràn vào, chợt ùn kéo đến chiếm lĩnh tuyệt đại bộ phận của trang viên. Tại lúc đệ tử Vân Lam Tông điên cuồng xâm chiếm trang viên thì đột nhiên có một đạo rất nhỏ âm thanh răng rắc vang lên. Một gã Vân Lam Tông đệ tử trong cơ thể đột nhiên quỷ dị tuôn ra đạo hỏa diễm, chợt cả người liền trong nháy mắt đó hóa thành một đống tro tàn, bạo liệt nổ tung. Đột ngột xuất hiện cảnh quỷ dị tự mình hại mình, làm cho tất cả mọi người ngẩn ra. Thế nhưng mà còn đang lúc mọi người ngạc nhiên thì từng đạo trầm thấp tiếng bảo liệt liên tiếp không ngừng vang vọng dựng lên. Giờ khắc này, một cỗ quỷ dị âm hàn lượn lờ tại trong lòng vô số người. Càng ngày càng nhiều đệ tử Vân Lam Tông thân thể quỷ dị tự mình hại mình. Một cỗ sợ hãi rối loạn rốt cuộc là triệt để lan tràn ra. Vì thế, khi thế rốt cuộc là đột nhiên đại giảm, cuối cùng nhịn không được bắt đầu điên cuồng tháo chạy. Thế công khổng lồ của Vân Lam Tông kia bắt đầu sụp đổ, trên khuôn mặt của mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi cùng với kinh hãi. Cái loại vô hình vô sắc này có thể dồn người vào tử địa, kỳ thân so với đao kiếm sắc bén, càng thêm dễ dàng ăn mòn dũng khí của một người. Toàn bộ người trong trang viên cũng đều tại loại biến hóa kỳ lạ này, làm cho yên tĩnh như chết. Thậm chí không đến 10 phút thời gian, Vân Lam Tông mấy đệ tử bên kia liền có thêm một nửa người biến thành bột phấn tro tàn. Một màn này, mặc kệ là Mễ Đặc Nhĩ tộc nhân hay là Vân Lam Tông đệ tử, cho đến người vây xem bên ngoài khắp cả người đều phát lạnh như đang chỗ vực sâu. Đối với đại khai sát giới của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh lại không chút nào kháng cự, ngược lại trong lòng mơ hồ là có một chút khoái ý. Hắn cười một tiếng chậm rãi nói: "Tiêu Viêm kia cũng đã không còn là tiểu tử nhân tử nương tay năm đó." Nhã Phi khẽ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, trang viên ở ngoài cũng đột nhiên vang lên ầm ầm tiếng vó ngựa. Ánh mắt vừa nhấc, liền ngạc nhiên nhìn gặp từng đạo bóng người tố đen đột nhiên từ trong thành tràn trúc tới. Một lát thời gian sau, lập tức đem đại tử của Vân Lam Tông ở ngoài trang viên vây chặt như nêm cối. Những người này là quân đội hoàng thất, tới là Yêu Dạ công chúa. Yêu Dạ mắt phượng lạnh lùng liếc mắt một cái kia, vung tay lên quát mắng nói:
Vân Lam Tông không để ý luật pháp, tại bên trong đế đồ xâm phạm toàn bộ mang đi. Lúc này Nhã Phi từ trang viên đi ra, thấy Nhã Phi yêu xạ lập tức quay sang nói: "Nhã Phi xin lỗi, vốn muốn sớm lại đây có điều, điều động bình mã cần phải có thời gian thực là bất đắc dĩ." Ngay khi thấy yêu xạ công chúa, Tiêu Viêm cũng không nói gì, lập tức xuất đôi cánh của mình, lao thẳng về hướng hỗn loạn của chiến trường trên không trung. Chiến trường trên bầu trời vốn bởi vì nhân số, vài vị đấu vương cường giả của Vân Lam Tông đều đang ở hạ phong, chỉ có chống đỡ chưa đánh cũng không có lực hoàn thủ. Bởi vậy, hiện giờ Tiêu Viêm gia nhập vòng chiến, cục diện nhất thời hoàn toàn nghiêng về một bên. Bóng đen thoáng hiện phía chân trời, vẹn vẹn mấy phút thời gian, liền có thêm 4 gã đấu vương cường giả bị đánh thành trọng thương, từ thiên không rơi xuống phía dưới, viên đường phun ra máu tươi như là sương mù màu đỏ từ từ phiêu đãng. Mà nhìn trên bầu trời kia, đấu vương cường giả của Vân Lam Tông không ngừng tan tác, cả thành một mảnh lạnh ngắt như tờ, hai mặt nhìn nhau ai đều có thể nhìn ra, Vân Lam Tông giờ phút này đã không có chút lực hoàn thủ nào. Ngay lúc này Tiêu Viêm lao tới, lại hung hăng một đấm nện vào lưng của một gã đấu vương cường giả, sắc mặt có chút kinh hãi, kinh lực mạnh mẽ làm cho hắn trong nháy mắt đó mất đi sức chiến đấu, sau đó liền rơi xuống thiên không không biết sống chết. Chậm rãi đem một ngụm trọc khí trong ngực phun ra, ánh mắt của Tiêu Viêm chậm rãi bắn về phía ngọn núi xa xa ở đế đô, một cỗ khí thế hùng hãn đột nhiên từ trong cơ thể bùng phát ra, chợt quét ngang khắp phía chân trời. Mà khí thế Tiêu Viêm bùng nổ một chốc xa xôi ở Vân Lam Sơn. Vân Sơn nhắm mắt tu luyện cho đến Vân Chi ở trong cấm điện cũng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đều tràn ngập một cỗ khiếp sợ của một khó tin. Cỗ khí tức này làm sao có thể chứ? Trong mắt của Vân Sơn tràn ngập sự khó tin, lão đứng dậy lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể? Tiểu tử này còn sống sao?" Vân Sơn giống như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình chợt lóe lên quỷ dị tiểu thất khỏi mật thất tu luyện. Lúc cảm ứng được cỗ khí thế kia rõ ràng là ở phương hướng đế đô, mà hướng đó lúc này đang tập trung đội quân của Vân Lam Tông tiến công Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Lúc này, trong đại điện của Vân Lam Tông là một mảnh hỗn loạn, đủ loại âm thanh ầm ĩ kinh hoàng vang lên khắp nơi. Khi mà thân hình của Vân Sơn tiến vào trong đại sảnh thì bị khung cảnh này làm cho nhíu mày, lão trầm giọng quát: "Im lặng hết cho ta, hỗn loạn bát nháo như vậy còn ra cái thể thống gì đây?" Thấy Vân Sơn đột nhiên xuất hiện, trong đại điện âm thanh hỗn loạn nhất thời từ từ hạ xuống, một lát sau liền hoàn toàn yên tĩnh. Ngay khi đại điện khôi phục lại yên tĩnh, Vân Sơn mới hử lạnh một tiếng, tiến lên ngồi xuống vị trí chủ tọa nói: "Phát sinh chuyện gì, có tin tức của đám người Vân Đốc không?" Nghe Vân Sơn hỏi, một lão giả sắc mặt trắng bệch vội vàng bước ra run giọng nói: "Bẩm tông chủ, khí tức của Vân Phú của 4 vị trưởng lão đã hoàn toàn biến mất, mà khí tức của mấy người Vân Sát cũng trở nên cực kỳ ảm đạm vô quang, xem ra là bị trọng thương." Lời của lão giả vừa nói ra, trong đại điện tất cả mọi người kể cả Vân Sơn, da mặt đều giật giật run rẩy. Cường giả phái tới đế đô lần này có lẽ hơn nửa lực lượng của Vân Lam Tông. Hiện giờ, những người có mặt ở đấy đều tin rằng tại Sa Ma đế quốc này, ngoại trừ Vân Lam Tông bọn họ ra, thì không có một thế lực nào có thể chống chọi lại lực lượng này. Thế nhưng mà hiện tại sự thật xảy ra trước mắt cứ như là một cái tát thật mạnh vỗ lên trên mặt bọn họ, khiến cho bọn họ cực kỳ choáng váng.